Tin Vatican Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu tại Genova. Cây cầu Morandi sập gãy bất ngờ khiến cho nhiều người chết và bị thương. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người cầu nguyện và tính thác cho mẹ Maria những người đang đau khổ vì tai nạn này. Sau kênh truyền tin ngày 15 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã phó thác cho mẹ Maria đấng an ủi kẻ ưu phiền, mọi âu lo và khắc khoải của những người ở biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này, đang đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Xin mẹ Thiên Quốc ban cho mọi người sự an ủi, lòng can đảm và bình an. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới những người đang chịu thử thách trong tai nạn sập cầu xa lộ tại Genova, Bắc Italia, khiến cho nhiều người chết và dân chúng hoang mang. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã thiệt mạng và bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ, với các người bị thương và phải di tản vì biến cố thê thảm này. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các nạn nhân. Cầu Morandi trên xa lộ A10 tại Genova, Bắc Italia, xây hội thập niên 1960, đã bị sập sáng thứ ba ngày 14 tháng 8 vừa qua khiến cho khoảng 40 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, hơn 600 người và 311 gia đình phải di tản khỏi vùng bị tai nạn.